Tạo chứng tri sống đời thanh hạnh, từ bi vẹn toàn. Ukasa ma yang phan te quy sùng rạc kha năng thà yati sarane na saha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Duti yam pi ma yang phan te quy sùng quy sùng ra nam tha ya ti sa ra ne na sa ha pan si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tati yam pi ma yang phan te quy sùng rằng kha nam tha ya ti sa ra ne na sa ha pan cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Kính bạch ngài cả trí đức, bây giờ đạo tràng của chúng con đã được trang nghiêm thanh tịnh, con xin kính thỉnh ngài thay mặt chư tăng để truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử của chúng con ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Cho tiền kinh lễ chư tôn, tiền đức tăng trong những nickname mà chúng tôi không được rõ. Chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Chào chị Nguyên Như, chị Hồng Nhật, chị Trang Thư, Quỳnh Chánh Tâm, chị Nhật Quỳnh, chị Phương Mộng, chị Mết Ta, chị Tỳ Lâm và đạo hữu Lửa Hạ. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy của ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa đăng gai chế hà mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa đăng gai chế hà mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Pháp. Sầm căng sa đăng gai chế hà mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Tăng. Đồ ti yam bi Bụt đăng sa đăng gai chế hà mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đồ ti yam bi đắc mong sa đăng gai chế hà mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đồ ti yam bi sang căng sa đăng gai chế hà mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Ta ti yam bi Bụt đăng sa đăng gai chế hà mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam bi đắc mong sa đăng gai chế hà mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam bi sang khang sa đăng gai chế hà mi, con đem hai lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thằng Saranang Gacchà Mi Thầm Mằng Saranang Gacchà Mi Sằng Khằng Saranang Gacchà Mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đô tí dầm bí bút thần sá ra nặng gách trà mi, đô tí dầm bí thầm mặn sá ra nặng gách trà mi, đô tí dầm bí sẵn khẳng sá ra nặng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tạ ti dầm bi bút thần sa ra nằng gách trà mi, tạ ti dầm bi thầm mần sa ra nằng gách trà mi, tạ ti dầm bi khẩn sa ra nằng gách trà mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Tỳ sa ra na ga ha năng ni thi tăng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phần tê và dạ, chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta về là mật ni sẽ có bất đăng tâm ma di đà mi. Con xin vâng như điều học là quy tránh xa sự sát sanh.
Adinadana Vedamani Sikha Buddhan Samadhyami. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sĩ trồn tóc Kame Sumichachara Vedamani Sikha Buddhan Samadhyami. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sĩ tà hạnh Mu sa wa da Vedamani Sikha Buddhan Samadhyami. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói dối Sura me ra ya ma cha pa ma da tha na Vedamani Sikha Buddhan Samadhyami. Con xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dịch uống rượu và các chất say Banatipata Vedamani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự sắc sanh. Adinadana Vedamani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumichachara Vedamani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Musawada Vedamani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cúi tránh xa sự nói dối. Surame Rayamat Champamadanthana Vedamani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và dùng các chất sai. Imani bancha sikha badani sadukang tatua ngap bamadena nityaka lang samarakitapang. Kỳ Phật tử, sau khi tòa trì tâm quy vùng ngũ giới nơi tâm bảo rồi, phải đồng ý giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. À, ma phần tê và dạ, chúng con xin vâng. Sì lê na su ga tinh yon tì, sì lê na khô khát tâm bạc đai, sì lê na nê phu tinh yon tì ta sức mai, sì lăng quỷ sô thác dê. Các chúng sanh để sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhờ. Sa thụ sa thụ sa thụ Uttamang ghe na văn đế hăng ba đà băng sung và rú rút tà măng bùa thê vô khả lý tô đô sô bùa thô khả ma tu tăng mà măng gieo năm phốt vi trần đảnh lễ những lỗi lầm vô ý gây nên cúi xin quay Phật vô biên cho con sám tội tiền khiên từ dài. Ua ta măng ghê na quanh đê hăng thầm măng cha đu vi thắng hòa răng thầm mê vô khả lý tô đô sô thầm mô khả ma tu tăng mà măng gieo năm bốc vi trần bỉnh lễ những lỗi lầm vô ý khởi sanh cúi xin pháp học pháp hành cho con sám tội tâm thành từ đây. Ua ta măng ghê na văn đế hăng Sang khăn cha đô vi thốn ta măng Sang khê vô khả lý tô đô sô sang khô Khả ma tu tăng ma măng Xe gieo năm vóc vi trần đảnh lễ Những lỗi lầm ngã mạn kiêu căng Cúi xin chư thánh phàm tăng Cho có tội ăn năn từ dài. Kính thỉnh Sư Trí Đức, bà sư có thể lên chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi hôm nay ạ. Con xin dâng đức lại cho sư. Yom banatamma nu thamma pati
Bano viharati sami chibati bano nu thamma chari so tatha gatang sakkaro ti sau garo ti mane ti puche ti paramaya puchaya patibatha puchaya. Đệ tử Phật chân chánh thực hành đúng chánh pháp và là người thành kính sùng bái và ngưỡng mộ cúng dường Đức Như Lai bằng vô thượng chân pháp. Không làm điều ác, thành tựu hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, ba đời Phật dạy. Thân ti bà rập măng ta bồ ti ti tha ni bà nam bà rập măng vô đăng thiết bụt tha na ni bọc bà chi tô bồ bà u bà kha ti sa ma nô hô ti bà răng vi hê tha yanh tô. Những ngày pháp tiêu hủy tối thượng không gì bằng niết bàn quả tối thượng, Phật dạy như vậy. Anu bà qua đô anu bà kha tô bà ti mô kê sang qua lô mật tân như ta cho phật tát minh bần tân cho sa di na sa năng a ti chết te cho a yo go e tam bu ca hai na sa sa năng. Xuất gia không niềm hận, sa môn không hại người, không bị bán kẻ khác, không phá hoại tha nhân, nghiêm trì giới căn bản, tiết độ trong ẩm thực, thích trú xứ an tịnh, chuyên chú hướng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Si la sa ma thi u na năng khan ti ba tha na ka ra năng sắp bê bi ku sa la tham ma khan ya ye wa vat thanh ti tê. Nhân này pháp căn bản hầu hết các hạnh lành, nhất là giới và định, tất cả các thiện pháp tăng trưởng nhờ nhân này. Kê là qua năm bi ba ba năng khan ti mu lăng ni can ta ti ca ra ha ca ha di năng mu lăng khan ti khan ti côn. Nhân này có khả năng bứng gốc rễ và đoạn tận nguyên nhân mọi trọc cãi lẫy. Khan ti thi ra sa sa lăng ca rô khan ti ta cô ta pa si no khan ti lăng quả gia ti năng thành ti hi ta su kha quá hàm. Là năng lực người chỉ, đoàn pháp của người tu, là lực người hành đạo có khả năng tác thành mọi an vui phúc lạc. Khanh ti cô mê tạ quả la phi gia sĩ si su khắc si lắc qua tu dô đê qua manu sa năng mà nà bố hô ti khanh ti cô. Người hạnh tu nhẫn nại là người có bản lành, được phúc lộc uy danh, thường tự thành Atano vipare sanja thao hoa hô hoa khan ti sạc gầm ca gầm măng mật gần a run hô hô ti khan ti khô sát thu nô hoa chả nô hoa đăng. Sa rô ti dê hoa khan ti khô pa lạc ma ya cha pu cha ya ti năng pu chê ti khan ti khô. Ba người đều lợi ích, nhân loại và chữ thiên đều thương mấy hộ trì. Người hành pháp nhẫn nại, mang kiếp sanh thiên giới, trong đất quả niết bàn, người ấy gọi thực hành đúng kim ngôn di giáo, là người đã cúng dường Đức Phật rất cao thượng. Suvatthalattho sutito runho buddhasasaneyarogho sutito hoi sahasabbe nyatipi. Thalatha sukita gurunaha buntasa sane aroga sukita ho hija sabbe nyati pite anthalatha sukita gurunaha buntasa sane aroga sukita ho tasa sabbe hit nyati pin. Cầu xin cho các thiền tính được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tính khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thú sa thú sa thú. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân Ngài Trí Đức đã chúc phúc và truyền tâm quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạng kinh chỉ cu sa la cam măng cảnh tâm băng kỳ ri giang ma ma ca ye na quá cha ma na sa ti đa se su ga tăng ca tăng
Ye san ta san ni no an thi ye cha san ta a san ni no ka tang puan nya pha lang mây hang sam be pha gi pha quan tu te ye tang ka tang su vi di tang din nang puan nya pha lang ma ya ye cha tan tha na cha nan Tỳ đề hoa gan toa ni quê đà dung sam bê lô cam hi dê san ta chi văn ta ha ra hê tu ca ma nuôn nhãn phô cha năng sam bê la phan tu ma ma chê ta sa ti Karani yamam thakusale na yan tang san tang badang afisamang cha sang ko uchu cha su uchu cha su wachu cha samudu anati mani santu sako cha su faro cha amba kinh cho cha san la uka vuoti san tinh tri yo cha ni ba ko cha amba gam fo ku le su ananu gin tho Na cha khu đăng samma cha re kinh chi ye na vinh yu ba re u ba wa de yung Sukhi no wa ke mi no hon tu sam be san ta fa wan tu sukhi tan ta Ye ke chi ba na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa Di kha wa ye ma han ta wa man chi ma ra sa anu ka thu la din tha wa ye wa an din tha ye cha du tre wa san ti ya wi du tre phu ta wa sam pha we si wa sam be san ta pha wan tu su khi tan ta na ba ro ba rang ni kum be tha na ti man ye tha kan tha chi nam kinh chi pya jo san na ba ti kha san nya nan nya man nya sa dung kha min che Yamata yathani yang bhutang ayusa e kapu tamanu rang ke e vam bi sam ba phu te sumana sang pha wa ye aparimanang men tan cha sam ba lo ka min ma na sang pha wa ye a parimanang u thang a tho cha ti ri yan cha sam ba thang a we rang a ban tang tan than cha rang ni sa no wa sa ya no wa ya wa ta sa wi ga ta min tho e tang sa tin a tin thay ya pram ma me tang wi ha ra ni ma hồ đinh thân cha nu ba ma si la wa đa sa ni na sam pan no ca me su vi ni ya ghê thăng na hi cha tu gam pha se yang bu na re ti ti sang sa re Sang sa rang ta nang sam ba dung kha vi na sa ne san ta tham me cha bon chang ge ma ra se nam ba man di no buon chit toa ye bi me san ta thi pa wa mun ta ku ta ma a cha tin a cha ra pya tin a ma tang nim pha ga ta e wa ma di gu nu be tang a ne ka gu na sang ga hang o sa than cha in mang man tang bo chang gan tam pha na ma he bon chang go sa ti sang kha to tham ma nang vi cha yo ta tha vi vi yang bi ti pa sa ti bon chang ga cha ta tha ba re sam ma tu ban kha bon chang ga san te te sam ba da si na mu ni na sam mang kha ta a vi ta ba hu li ka ta sang quan tan ti a vinh nha ya nim ba na ya cha bo thi ya ê tê na san cha quan chê na son thi tê hô tu sam ba da ê ca min sa ma ye na thô mong gan la nan cha ca sa băng ghi la nê đúng khi tê đi xoa bon chang ghê san ta đê sa di tê cha tăng a phi nan đi toa
bồ ga mum chân su tăng kha lê ê tê na san cha văn chê na xoám thị tê hô tu sâm ba đa ê ca đa tham ma ra cha bi ghê lăn nhê na phi bi li tô chuôn đắn thê rê na tan nhê na pha na bê toa na sa đà răng sâm mô đinh toa cha a ba tha tâm ha vô tha si tha na so ê tê na san cha văn chê na xóm thị tê hô tu sâm ba đa ba hi na tê cha a ba tha tinh năng nam bi ma hê si năng măng ga ha ta ki lê sa wa ban ta num ban ti tham ma tăng ê tê na san cha văn chê na xóm thị tê hô tu sâm ba đa Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và một lần nữa con xin kính đảnh lễ Ngài Cả Trí Đức, con xin kính lễ với Thầy Kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và bây giờ thời cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính dâng mít lại cho Thầy Kinh. Con xin mời Thầy Kinh đăng đàn để thuyết cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Thưa Thầy, xin dâng mít lại cho Thầy ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính lễ Sư Trí Đức, thân chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta bước vào một bài học mới. Hôm nay chúng ta học bài học về 21 cảnh. Kính thưa quý vị, bài học này chúng tôi cũng trăn trở cũng rất là nhiều suy nghĩ, bởi vì bài học này rất là khó. Chúng ta phải suy nghĩ cách nào để mình có thể trình bày này đơn giản dễ hiểu. Phải một những bài này tính thông qua, nhưng mà thấy bài hay quá mình cũng tiếc. Nhưng mà thôi kệ, cái giảng tập chậm chậm lại kìa này, đi tập chậm lại. Nhưng bài này nó cũng liên hệ đến đời sống của chúng ta rất là nhiều. Nó khó chi tiết, rất là cần phải suy tư rất là nhiều. Mà nếu mà giảng kiểu mà sơ lược thì nó dễ, mình nói sơ sơ thì dễ, nhưng mà nó uổng, bài quá uổng. Thành ra chúng tôi phải bắt buộc phải kéo dài bài này ra, kéo dài càng càng lâu càng tốt, cái chậm 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 để cho quý vị nắm bắt được nó được nhiều hay nhiều. Chứ bây giờ lướt qua thì uổng quá. Thôi cố gắng ha, quý vị cũng cố gắng theo dõi, học được cái gì hay nhiều ha. Thì rồi để bắt đầu vào buổi học hôm nay, chúng ta có ba phần, hai phần. Phần đầu đọc Bali, phần nửa bài thôi, đọc nửa bài thôi, tại vì cái bài này dài lắm, bài này tới 21 cảnh nữa, nó dài lắm. Đọc nửa bài, rồi tuần sau mình đọc nửa bài tiếp nữa. Thì chúc con Nhật Quỳnh sẽ post cho quý vị. Rồi, mến chào Quy Trang bây giờ. Rồi, trước khi vào buổi học, rồi cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawang Tăng Apiwa De Mi Svakkhato Phagavata Thammo Thammang Namassami Supatibanno Phagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Sama Sambuddhamatulang Sasattham Maganuttamang Aviwa Dipasitsang Avithammatthasanghang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứ đừng trong vị dự pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Chương trình học chúng ta bắt đầu bước vào. Mời xin Nhật Quỳnh post cái phần Bali lên cho quý vị lên đọc để mà nắm sơ lược trước ý nghĩa của cái bài này. Nửa bài thôi, nửa bài này đúng rồi. Kỳ sau nửa bài tiếp. Rồi khi nào mà khá khá được cái mình đọc luôn hết liên bài. Hồi xưa học bài này chúng tôi cũng ngán lắm, học nói lướt sơ sơ mà không hiểu chứ. Mấy vị xưa dạy lướt 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 rồi dội qua qua đó mà.
Vậy đọc cái Bali chánh văn rồi sơ ý nghĩa rồi rồi sao sao coi lại ngán luôn. Nhưng mà chúng ta cố gắng hết sức để mà phân tích cho nó rõ ràng để chúng ta dễ hiểu nắm được giáo pháp cho nó rõ ràng. Rồi, xin mời quý vị lên hoan hỷ lên cùng nhau đọc nha. Rồi, xin chúc mừng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính lễ Ngài Tỳ Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào thầy kinh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe rõ. Dạ, con cũng xin đọc bài học hôm nay ạ. À, lầm ba na sằng gá hồ toát yếu. Dạ sao chạy đâu rồi. Toát yếu về đối tượng cảnh. À lầm ba na sằng gá hề. À lầm ba na ní na má ru bà rằng má má nằng sát đà rầm má nằng ganh thà rầm má năng rá xà rầm má năng phốt thập ba rầm má năng thăm ma rằng má năng chà tí chấp bí thà ní phá hoàn tí. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát thá ru bá mê quá ru bà rầm má năng tá thà sát đà đá vô sát đà rầm má na tỳ ní đầm mà rầm má năng bá ná bá xà đá xú khú ma xú khú má ru bá chích tá chê tá xí cá níp bà ná bành nhát tí quá xề ná chát thà sằng gầy hành tí. Nơi đây chính sắc là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tát tha chắc khú đoà rí ca chích tà năng, sắp bê xâm bí ru bằng, ê quá a râm má năng, tành cha bắt chúp bành năng ê quá tá tha xê tá đoà rí cá chích tà đi năng bí sát đà đi ní tà ní cha bắt chúp bành nà ní về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhĩ thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano Đoà Rika Chích Tà Năng Bá na chấp bí thằng
bi chắc bi bắt chúc bàn nặng a tỳ tằng a na ga tằng ca la quy mút tần cha gia thà ra hằng à lầm ba nặng hồ tí. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đò ráo quý mút ta nành chá bá ná sàn thí phá quần gá chú tí sàn khà ta năng chấp bí thằng bí giá thà sầm phá quần dê phì dây ná phá hoàn tá rề cha đòa rá gá hí tằng bắt chúc bàn nằng á tì tằng bành nhát tiết phù tằng hoa cấm măng cấm mà ní nứt mít tằng gá tí niềm gá tí ní mít tá sầm má tằng à lầm bá năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xa sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sinh. Tê số chắc khú huynh nhà nà đi ní giá thà kha măng rù bà đi ê kê cà lầm bá nà nề quá má nồ thà tuất tí căng bá ná rù bà đi bành chà lầm bá năng xê xà ní cá mà quá chá rá quý bà cà ní há xá ná chích tình chà tí sắp bá thà bí cà mà quá chá rà lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc giới còn lại và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Sa thú, sa thú, con kính cảm ơn thầy kinh. Dạ, con nhìn xin nhường mic lại cho người khác ạ. Con kính đảnh lễ ở thượng tọa Tri Đức, kính chào
Thầy Kinh, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Metta cho biết cách hiểu nghe rõ. Con xin trả bài ạ. À lâm bán ná sang giá hô, tốt yếu về đối tượng cảnh. A lâm bá ná sang gá hê, A lâm bá na ní na má, ru ba răng, ma năng, sát tha rập ma năng, gần tha rập ma năng, ra xa rập ma năng, phốt tá bà rập ma năng, thăm ma răng, ma năng, chà tí cháp cháp bí thà ní ba hoàng tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tattha rūpa mê quá rūpa rằng ma năng, tattha sát đà đã vô, sát đà rằm ma na đi ní, thầm mà rằm ma năng, ba ná ba xà đá, su khu ma rù ba, chích tá, chê tá si cá, nếp bà ná, bành nhát tí quá xê ná, chát thà sằng gây hàng tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy âm thanh mùi vị vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tát thá chắc khú đòa rí ca chích tà năng sắp bê xâm bí rù bằng ê quá a rằm ma năng tăng chá bắt chúc bàn năng ê quá ta thà sô tá đòa rí cá chích tà đi năng bí sát đà đi ní tà ní chá bắt chúc bàn nhà ní về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy âm thanh vân vân, đối với nhị thức và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano doari kachitta nang bana chat bí thầm bí bắt chúc ban năng á tì tăng á na gá tăng ca láo bí mút tăng chá giá thà ra hằng a lầm ba ná tí hồ a lầm ba năng hồ tí. Nhưng 6 loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đòa rá vi mút tà năng cha bá ná bá tí sần thí bá quần gá chú cú tí sần kha tà năng chát bí thầm bí giá thà sầm bá quần về bút về chề ná bá quần ta rề chá đòa rá gá hí tăng bắt chúc
ban năng á ti tăng ban nhã ban nhất tí bồ tăng qua cầm măng cầm má ni mít tăng gá tí ni mít tá sầm má tăng a lâm ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hổ kiếp và tử, bất luận đối nào trong sáu đối tượng kể trên cùng có thể phát sanh, cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tê su chắc khu vinyana di ni giá tha giá thắc ca măng phù ba đi kê ca lâm ba na nê quá mano tha tút tí căng bá ná ru ba đi băng cha lăng bá năng xê sa ní ca ma wa quá cha ra vi ba ca ní ha sa ná chít ta chít ta nô a tí sắp ba tha bí ca ma quá chá ra lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, tùy trường hợp có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhưng ba thành phần tâm lý ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại và tiểu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. À, dạ hết, dạ cảm ơn chị Quỳnh đã bóp bài. Dạ con xin gửi mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính chào Thầy Kinh. Dạ con xin đọc bài ạ. A Lâm Ba Na Sằng Ca Hồ toát yếu về đối tượng cảnh. A lầm ba na sằng ga hề, a lầm ba na ni na ma ru ba rằng ma nằng sát tha rầm ma nằng. Gần tha rầm ma nằng, rasa rầm ma nằng, phốt tháp bà rầm ma nằng, thầm mà rằng ma nằng cha ti chấp bi thà ni pa hoàn ti. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha rù ba mê quá rù ba rầm ma nằng tát tha sát đà đa dồ sát đà rầm ma nà đi ni
Dhamma Rammanang Banapasada Sukhuma Maruba Chitta Chetasika Nibbana Banyatiwasena Chattha Sangay Hanti. Nơi đây chính xác là đối tượng tự thấy, cùng thế ấy, âm thanh, mùi vị vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần của mũi quan, của ngũ quan. Năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Tát thát chắc khu đoà Rikachitta nang sappe sambiru bằng ewa aram manang. Tancha bắt chấp bàn nang ewa tatha so ta đoà Rikachitta di nang bisat tha di ni ta ni cha chup cha bát chup pan na ni ye wa. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhị thức vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano dwarika citta nang banachappitham bichap bitham bichacchuppanang ati nang anagatang kalavimuttan chayatharahang alambanang hoti. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đòa ra quý mút tà nành cha ba na ba ti sần thi pha hoành ga chú ti sần kha tà nành cha bi thầm Biyatha Sapa Quang Dê Phút Dê Na Phá Quang Tá Rê Chá Đòa Ra Gá Hí Tăng Bát Chấp Bành Năng Á Tì Tăng Bành Nhá Tí Phù Tăng Hòa Cầm Măng Cầm Bá Ní Mít Tăng Gati nimit tasammatang alam banang hoti. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tê su chắc khu huynh nhà nà đi ni yát thắc ca măng rùa đi ê kê càm ba nà nề quá ma nô thà tút tí cần ba nà rù bà tí bành trà lầm ba nằng xê xà ni Kamma
Vacharavipakani Hasa Chittan Chati Sappathapi Kam Kama Vachara Lambana Neva. Trong những loại tâm này, nhãn thức, vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm, ý giới, có năm đối tượng như hình sắc, vân vân. Những loại tâm quả thuộc dục giới, và dục giới còn là tiếu sanh tâm, có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài ạ. Dạ, cảm ơn thầy Kinh. Dạ, con xin xuống mic ạ. Dạ, con có sai, con kính mong thầy sửa ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, Nguyên Như xin đọc bài ạ. A lầm bá na sằng gá hồ, toát yếu về đối tượng, cảnh. A lầm bá na sằng gá hề, A lầm bá na ní na má đù bà rằng, má nằng, sắc đà rằm má nằng, gần thà rằm má nằng, rá xà rằm má nằng, phót thấp bà rằm má nằng, thầm mà rằm má nằng, trà tí chấp, bí thà ní phá hoành tí. Trong tóm lược về đối tượng có 6 loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát thá ru bám mê quá rù bà rằm má nằng tá thà sách đà đá dồ sách đà rằm má nà đì ní thầm mà rằm má nằng bá ná bá xà đá xú khú mà rù bá chích tá chê tá xích cá níp bà ná bành nhắc tí quá xề ná chách thà sằng cá dành tí. Nơi đây chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thấy ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân, nhưng đối tượng của sự biết có 6 là những phần nhạy của ngũ quan, 5 sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm, tục đế. Tát thá chắc khu đoà, rí cá chích tà nằng sắp bề sầm bí rù bằng ê quá à rằm má nằng tành chá bách chúc bằng nằng ê quá tách thà sô ta đòa rí cá chích tà đi nằng bí sách tà đi ní tà chá bách chúc bằng nà ní dề quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng, điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thế ấy, âm thanh vân vân, đối với nhĩ thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đòa rí cá chích tà nằng bá ná chắc phí thằng, bí bách chúc bành nằng á tì tằng, á nà gá tằng cà lá quý mút tằng, chá giá thà rá hằng á lầm bá nằng hồ tí. Nhưng 6 loại đối tượng của tâm phát sinh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đoà ra quý mút tà nành cha ba ngá ba tích sành thi phá hoàng gá chú tí sành khà tà nành chấp bí thằng bí giá thà sầm phá hoàng về phùy về ná phá hoàng tá rề chấp đòa rá gá hí tằng bách chúc bành nằng á tì tằng bành nhách
tí phù tằng và cầm măng cầm má lý mít tằng gá tí lý mít ta sầm má tằng á lầm bà nằng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hậu kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được đa bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tề xú chắc khú huỳnh nhà nà đì ní giá thà cá mằn. Rù bà đi ê kê ta lâm bá nà nề quá má nô thà tút tí cằn. Bá ná rù bà đi bành trà lâm bá nằn xề xà ní cá mà quá chá rá quý bà cà ní hát xá ná chích tàn tà tí sắp bá thà bí cà mà quá chá ra lầm bá nà nề quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thân hương vân vân. Nhưng ba thành phần tâm lý, ý giới có năm đối tượng như hình sắc, những loại tâm quả thuộc dục giới, còn lại là tiếu sanh tâm, có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ con xin đọc hết rồi ạ, con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lạy chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Meta, cô Nhật Huỳnh đã cho con biết tín hiệu ạ. Dạ con xin phép được đọc bài ạ. À làm bá ná sang ga tất yếu về đối tượng cảnh. À làm bá ná sang gá hề à làm bá nà ní nà má rù bà rằm má nằng sát đà rằm má nằng gần thà rằm má nằng rá xà rằm má nằng phót thấp bà rằm má nằng thầm mà rằm má nằng trà tí chấp bí thà ní phá hoành tí. Trong tấm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Tát tha rù ba mê quá rù bà rằm ma năng ta tha sát đà đa dù sát đà rằm ma nà đi ní thầm mà rằm ma nàng pa ná pa xà đá su khu má rù bá chít tá chê tá xí cá ní pa ná bành nhắc tí quá xê ná chát thà sang gầy hành tí. Nơi đây
chính sắc là đối tượng của sự thấy, cùng thế ấy, âm thanh, mùi vị, vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những thành phần, là những phần nhạy của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm, tục đế. Tất tha chất khu đoà rí ca chít tà năng sắp bề sầm bí rù bằng ê quá à rầm ma năng tành cha bắc chúp bằng năng ê quá ta thà sô ta đoà rí ca chít tà đi nằm bí sắp đà đi ní ta ní cha bắc chúp bằng nà ní dê quá. Với tất cả những loại thức, với tất cả những loại nhãn thức, chỉnh thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này cũng vậy, chỉ xảy ra trong hiện tại. Cùng thế ấy, âm thanh, vân vân, đối với nhị thức, vân vân, và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Mano đoà ri ca chít tà năng pa na chấp bi tham bi bắc chúp bành năm a tỳ tằng a na ga tằng ca la vi mút tằng cha ya tha ra hằng a làm ba nàng hồ tí. Nhưng sao loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp, thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không thuộc và không tùy thuộc thời gian. Đoà ra quý mút tằng tà nành cha ba ná ba tí sành thí pha hoành gá chú tí sành khà tà nành chấp bí thầm bí giá thà xăm pha hoành về phí dị na pha hoành ta rề cha đoà ra gá hí tăng bắt chúp bành nàng a tì tăng bành nhập tí phù tăng hòa cầm măng cầm ma ni mít tăng gà tí ni mít ta sầm ma tăng à làm ba năng hồ tí. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào, như tục sinh, hộ kiếp và tử, bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn, thuộc về kiếp sống, tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hiện tại hoặc như những khái niệm. Chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Tê su chắc khu huynh nhà nà đi ní giá thắc ca măng rù bà đi ê kê cà làm ba nà nê quá ma nô thà tút tí càng ba na rù bà đi bành cha làm ba năng xê xà ní cá mà quá chá ra quý bà cà ní há xá ná chít tành cha tí sắp ba thà bí cà mà quá chá ra làm ba nà nê quá. Trong những loại tâm này, nhận thức, vân vân, tùy trường hợp, có một đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh, hương, vân vân. Nhưng ba thành phần tâm, ý giới, có năm đối tượng như hình sắc, vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại. Và tiếu sanh tâm có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Huỳnh nhiều lắm ạ. Con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Năm hai dạ.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn chị Metta, Nguyên Trang, Châu Nguyễn, Ca Nhược Bình biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Tri Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhược Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhược Bình kính chào Vinh Kinh, kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, còn vị nào có thể đưa tay đọc bài thì Nhược Bình kính mời bằng tay. Dạ, trong khi chờ đợi Nhược Bình xin phép được trả bài trước. Dạ, Nam Mô Tha Giá và Nhược Bình cũng xin phép đạo tràng là Nhược Bình đọc trong cái link của Nhược Bình ạ. À làm ban na sằng ga hồ tất yếu về đối tượng cảnh à làm ban na sằng ga hề à ba na ni na ma ru ba răng ma nằm ma năng sạt đà rằm ma năng gần thà rằm ma năng ra xa rằm ma năng phớt thất ba rằm ma năng thầm ma răng ma năng cha ti chát bi thà ni phật hoàn ti. Trong tóm lược về đối tượng có sáu loại, đó là đối tượng của sự thấy, đối tượng của sự nghe, đối tượng của sự ngửi, đối tượng của sự nếm, đối tượng của sự xúc chạm và đối tượng của sự hay biết. Ta tha rù ba mê qua rù ba rằm ma năng ta thà sạch đà đa dô sạch đà rằm ma na đi ni tham ma rằm ma năng ba na sạch ba na ba sa đa su khu ma rù ba chích ta chê ta si ca nip ba na bành nhát tích qua sê na chạch tha san gậy hành tích. Nơi đây chính là chính xác là đối tượng của sự thấy, cùng thể ấy âm thanh mùi vị vân vân. Nhưng đối tượng của sự biết có sáu là những phần nhạy cảm của ngũ quan, năm sắc thần kinh, sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm tục đế. Ta tha chát khúc đo Rikachitta năng sắp bê sâm bích ru bằng ê quá a rằm ma năng tành chá bách chúp bành năng ê quá tá tha sơ tạch đờ Rikachitta đi năng đi sát đà đi ni tà ni chá bách chúp bành na ni về quá. Với tất cả những loại nhãn thức, chính hình thể nhìn thấy được là đối tượng. Điều này chỉ xảy ra trong hiện tại, cùng thể ấy âm thanh vân vân, đối với nhĩ thức vân vân và cũng chỉ thuộc về hiện tại. Manot đo đi ca chích tà năng ba na chát bi thăng đi bát chụp bàn năng a tì tăng ana ga tăng ca da quy mút tăng cha gia thà ra hằng a lâm ba năng hộ tích. Nhưng sáu loại đối tượng của tâm phát sanh qua ý môn thì tùy trường hợp thuộc về hiện tại, quá khứ, vị lai và không tùy thuộc thời gian. Đà ra quy mút ta năng cha ba na ba tích sanh thi pháp hoàn ga chú tí sanh khăn chát bí thăng bí giáp thà xăm phá quăng dê phi dê nó phá quăng ta rê chát đo ra gá hi tăng bát chúp bành năng a tì tăng bành nhát tí phụ tăng qua cầm măng cầm ma ni mít tăng ca tí mít ta sát xăm mát tăng à làm ba năng hồ tích. Đối với các loại tâm không tùy thuộc nơi căn môn nào như tục sinh, hậu kiếp và tử
Bất luận đối tượng nào trong sáu đối tượng kể trên cũng có thể phát sanh. Phần lớn các đối tượng này được bám vào xuyên qua sáu căn môn thuộc về kiếp sống tức khắc trước đó, như là đối tượng quá khứ hay hiện tại, hoặc như những khái niệm, chúng được gọi là nghiệp, biểu tượng của nghiệp, hoặc một biểu tượng của trạng thái tái sanh. Chê tu sát khu quỳnh nhà na đi ni gia thách ca măng rụ ba đi ê kê ca lâm ba na nê quá ba nô tha tức thi căng ba na rụ ba đi banh chả lâm ba năng xê xa ni ca ma quá cha ra quý ba ca ni ha sa na chít tành chà tí sắp ba tha bi ca ma quá cha ra lâm ba na nê quá. Trong những loại tâm này, nhãn thức vân vân, vì trường hợp có đối tượng tương ứng duy nhất như sắc hay thinh hương vân vân, nhân ba thành phần tâm ý giới có năm đối tượng như hình sắc vân vân, những loại tâm quả thuộc dục giới còn lại là thiếu sanh tâm, và có những đối tượng hoàn toàn thuộc dục giới. Nam mô Bích Tha Giá và Chánh chăng đến đây là chấm dứt. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Bình một lần nữa kính mời quý vị, còn vị nào có thể đưa bàn tay lên để đọc bài chánh văn này thì Nhật Bình xin bớt ra và để Vinh Kinh tiếp tục ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, cảm ơn Vinh Kinh, cảm ơn đạo tràng. Dạ, được 9 điểm là may mắn lắm rồi. Dạ, mắt Nhật Quỳnh bây giờ hết thấy đường rồi. Dạ, mắt nhìn màn hình lâu là nó cả chá vậy. Được 9 điểm là tốt lắm, cảm ơn Quỳnh. Dạ, lần thứ nhì, lần thứ ba, kính mời đạo tràng, còn bài tay vị nào thì đưa lên ạ. Dạ, vậy là không còn bàn tay của vị nào nữa. Dạ, Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính huynh đăng đàn để điều hợp quý học ngày hôm nay ạ. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời huynh ạ. Sao hữu cái gì đọc rất là tuyệt vời ha, ai cũng đọc tuyệt vời. Hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào một bài học mới, nói về cảnh hay là đối tượng. Thì khi mà nói tới cảnh hay đối tượng thì chúng ta chợt nhớ nãy coi cái clip mà của Việt Nam mà đưa về cái cảnh sự là cảnh ở sân bay này kia, thì thấy cũng tan thương, thấy Việt Nam cũng đang trên đà xuống quá trời. Cái khu đường Nguyễn Trãi, chỗ khu Nguyễn Trãi quận 5, chỗ khu nhà chứ thôi đó, sau này nó là một cái chỗ mà giống như là thương mại lớn, mà vắng buồn yêu thấy mà thảm sầu, thì đúng là cái cảnh mà làm cho mình phải trăn trở, thấy đất nước mình đã vậy còn bị đủ thứ chuyện. Kính thưa quý vị, hôm nay bắt đầu mình vô học bài mới là A Lâm Bá Na Sằng Gia Hồ, cảnh phối hợp. Lâm Bá Na Sằng Gia Hồ, giờ cháu ghi bài nha, cháu ghi bài giùm em. Lâm Bá Na Sằng Gia Hồ, cảnh phối hợp. Rồi, đúng rồi. Rồi mình xuống mình viết cái chữ A Lâm Bá Na. A Lâm Bá Na nó căng từ chữ này. Càng từ chữ A cộng lâm, có nghĩa là đeo níu bám vào. Lâm đeo níu bám vào. Rồi ngoài cái chữ A Lâm Bá Na đó, nó còn có cái chữ này nữa, A Râm Bá Na.
Nó cũng là Alamana, mà cái này chữ Aramana. Để mình khi mình coi sách mình thấy nó ghi hai chữ khác, mình tưởng là nó khác, nhưng mà thực sự nó là một chữ một nghĩa ha. Thì nó từ cũng gọi căn từ chữ A còn chữ râm. À, mình để phía sách này nó thấy khác, A cộng râm nghĩa là cũng là dính mắc, luyến ái, thích thú. Cũng là đeo níu bám díu nha, cũng giống vậy ha. Mình ghi ra thêm cái đó thêm để mình biết được hai cái từ đó. À, rằm là bám níu, rồi dính mắt, rồi bám lấy, bắt lấy vân vân ha. Rồi đó là hai cái từ mà để nói lên cái chữ là a lâm bá ná. A lâm bá ná này nó có chữ đồng nghĩa, nó là a lâm bá ná ha. Rồi mình xuống dòng mình đánh cái bông đồ dòng ha. Vật mà chủ thể đeo vào, dính vào, nắm bắt lấy chấm 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 là đối tượng. À, nguyên cái định nghĩa mình nha. Vật mà chủ thể đeo vào, dính vào, nắm bắt lấy vân 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 là đối tượng. Đó, là ý nghĩa của chữ a lâm bá ná đó. Rồi có nguyên câu Bali, có trong chú giải Bali thì dịch là vậy. À, là bây giờ thấy câu Bali đó. Chích ta chê ta xích kê hi a lâm bí giá tì tí a lâm bá năng. Cái mà bị tâm sở nắm bắt, đeo níu, nhận bằng, chính đó là đối tượng, hay gọi là cảnh. À, là nguyên câu Bali ha, tức là dịch từ câu Bali này ra, đó là để chúng ta rõ chính xác được cái cảnh, cái đối tượng nó là cái gì, tức là cái mà bị tâm mà tâm sở nó nắm bắt, nó đeo níu hay là nó nhận biết được thì được gọi là cảnh hay là đối tượng. Rồi đó là nghĩa về cái bài học hôm nay là cái chữ đối tượng hay là cảnh ha. Rồi xuống dòng phân loại cảnh hai chấm. Tính hẹp, số dòng tính hẹp. Tính hẹp là tính theo, nó hẹp lại là tính hẹp. Có sáu cảnh, hai chấm. Một là sắc, một là cảnh sắc ha, ghi chữ sắc không nữa, một là sắc, hai chấm là các loại màu. Hai thinh, các loại âm thanh. Ba khí, các loại mùi hương. Vị, các thứ vị. Năm xúc, các sự xúc chạm như nóng, lạnh, cứng, mềm, lay động. Xúc và các sự xúc chạm như nóng, lạnh, cứng, mềm, lay động. Bằng mặt đất, lửa, gió, động mặt.
Rồi, đúng là số 6 là cảnh pháp, ghi chữ pháp thôi được ha, pháp hai chấm. Ngoài cảnh ngũ ra đều gọi là cảnh pháp. Ngoài cảnh ngũ ra đều gọi là cảnh pháp. Số 6. Đó, ngoài cảnh ngũ ra đều gọi là cảnh pháp, tức là ngoài năm cái cảnh trên đó, ngoài cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, tức là ngoài năm cái cảnh này ra thì những cái vấn đề khác còn lại đó, thì được gọi là cảnh pháp. À, nhớ là nó ý nghĩa nó đến ha. Rồi xuống dòng đánh cái bà thị đầu dòng ha. Đối tượng của sáu căn môn, tức là sáu cái cảnh này nè, đó là đánh là bà thị đầu dòng, đối tượng của sáu căn môn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Đánh qua thì được dòng đối tượng của sáu căn môn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý. À, tức là sáu cái cảnh này, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó là đối tượng của sáu căn môn, tức là sáu cái căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Tức là cảnh sắc là đối tượng của nhãn, cảnh thinh là đối tượng của nhĩ, cảnh khí đối tượng của tỷ, cảnh vị đối tượng của thiệt, cảnh xúc đối tượng của thân, và cảnh pháp là đối tượng của ý. Rồi, bây giờ nắm được không? Nắm được cho biết đi. Thì nào, chậm chậm chút nha. Gì chưa nữa. Rồi, tức là cảnh pháp là đối là sáu cái cảnh này là sắc thinh khí vị xúc pháp là đối tượng của sáu căn môn, tức là sáu căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, vĩ căn. À, tức là cảnh sắc thì là đối tượng của con mắt, tức là nhãn. Đúng chưa? Đối tượng tức là sáu cái cảnh trên mình mới vừa nói á, tức là cảnh sắc là đối tượng của con mắt, tức là đối tượng nhãn môn hoặc là nhãn căn, đúng không? Thì âm thanh là đối tượng của nhĩ, của nhãn. Rồi khí là cái mùi hương, mùi là đối tượng của tỷ, vị là đối tượng của thiệt, mà xúc đối tượng của thân, và pháp là đối tượng của ý. Đó mà chưa? Học lâu lắm rồi đó, và bài này là mình cũng ôn lại nhiều thứ trong vấn đề này. Rồi không? Rồi xuống dòng, gạch đầu dòng cái. Riêng cảnh pháp có 6 loại, hai chấm. Cảnh pháp này đặc biệt nha, cảnh pháp này... Nó ngoài ra cái sắc thinh hương vị thì riêng cảnh pháp nó có 6 loại. A nhỏ, năm sắc thần kinh, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là năm sắc thần kinh. À, tức là sắc thần kinh nhãn, thần sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân, và là năm sắc thần kinh nó thuộc về cảnh pháp. B, 16 sắc tế. 16 sắc tế, tức là sắc vi tế. 16 sắc tế mở ngoặc. Nước cộng 2 sắc tính. Cộng 16 sắc tế là B, 16 sắc tế. Nước cộng 2 sắc tính, cộng sắc y vật, cộng sắc mạng quyền, cộng sắc y vật, cộng sắc mạng quyền. Cộng sắc y vật, cộng sắc mạng quyền, cộng sắc vật thực. Cộng sắc vật thực, cộng
sắc hư không. Cái còn cộng hai biểu tri, cộng hai sắc biểu tri. Cộng ba sắc đặc biệt. Cộng bốn sắc tứ tướng. Đúng rồi. Rồi như vậy là 16 sắc tế ha, tức là nước là thuộc về sắc tế nè. Hai sắc tính là nam tính và nữ tính thuộc về sắc tế. Sắc y vật là sắc tế luôn, sắc mạng quyền, sắc vật thực, sắc hư không. Hai biểu tri tức là thân biểu tri, khẩu biểu tri. Ba sắc đặc biệt là sắc khinh, sắc nhu, sắc thích nghiệp. Cộng bốn sắc tứ tướng là sắc sinh, tiến, dị, diệt. Thì tổng cộng là có 16 sắc tế. Quý vị đáp là đúng chưa? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, đúng rồi. 16 sắc tế. Rồi, như là 10 là 16 sắc tế thì quý vị trả lời thử 16 sắc tế còn lại là 12 sắc gì? Sắc pháp có 28 đúng không? Kỳ trước mình học là có 28 không? Bây giờ 16 sắc tế còn lại là 12, đúng rồi, 12 là gì đâu? Ghi ra thử coi. Hai giờ tứ đại nè, đất nước lửa gió, giờ nước có rồi nè, nước là sắc tế nè, thì giờ còn đất lửa gió là ba sắc thô ha. Rồi gì nữa? Gì đâu, sắc gì đây? Sắc cảnh giới xa thứ là mấy sắc cảnh giới? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Rồi đó, nắm sắc thần kinh, nắm sắc thần kinh. Rồi ba cái đất lửa gió là mấy, là ba tám. Cái gì nữa? Giờ đi ghi lại đi, giờ ghi lại nè. Trong tứ đại nè, đất nước lửa gió thì nước thuộc về sắc tế phải không? Thì giờ nó còn lại gì? Còn là đất lửa gió là ba, đúng chưa? Ghi lại ba đó là ba là sắc thô đó, mười là mười, mười hai sắc thô đó. Thì gồm đi 12 sắc thô là có đất lửa gió cộng. Ghi ai ai ghi lại đi, ghi lại cho nó rõ để mình hiểu, nhưng mà nó lộn sao. Đất lửa gió là năm là ba phải không? Rồi năm sắc thần kinh là mấy? Đất lửa gió năm sắc thần kinh là tám. Rồi còn gì nữa? Bốn sắc cảnh giới, sắc thinh khí vị. Rồi Hồng Nhung Nhung ghi đúng rồi đó. Rồi đúng vậy là 12 đúng rồi, còn lại là 12 thuộc thô. À, thì như vậy chúng ta có 16 sắc tế. Trừ cái 16 sắc tế này ra thì còn lại là 12 sắc thô. À, thì như vậy sắc tế là nước nè, sắc tính nè, ý vật, năng quyền, vật thực hư không. Hai biểu tri và ba sắc đặc biệt, bốn sắc tứ tướng. Như vậy chúng ta phải nên hiểu là sắc tế gồm có 16 sắc. Đó là thuộc về cảnh pháp. À, cảnh pháp thì gồm có như vậy, sắc tế như vậy. Rồi xuống dòng, nãy gì ghi tới đâu lộn sẵn ngẫu trời. Riêng cảnh pháp có 6 loại. Thứ nhất A là 5 sắc thần kinh, B 16 sắc tế, đúng chưa? Rồi C
là tâm. C là tâm. D là tâm sở. Không phải, sao không có ghi, không giống ghi là kìa, không giống ghi đó hết rồi kìa. Ở trên Châu Nguyễn cũng ghi ra rồi đó. D là tâm sở. E là niết bàn. E là niết bàn. F là khái niệm. F là khái niệm, mở ngoặc tục đế. F là khái niệm. Rồi, như vậy chúng ta có cảnh pháp, nó có được được 6 loại là 5 sắc thần kinh, 16 sắc tế, tâm, tâm sở, niết bàn và khái niệm được gọi là cảnh pháp. Còn những cảnh kia, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thuộc về cảnh ngũ. Được chưa? Nắm được chưa? Rồi là tính hẹp thì chúng ta có được 6 cảnh. Nhưng mà tính rộng ra có 21 cảnh. Thì một số dòng ghi tính rộng có 21 cảnh. Tính rộng có 21 cảnh ha. Rồi, bắt đầu chúng ta có 21 cảnh ha, bắt đầu mình học vô cái bắt đầu vô chính thức bài 21 cảnh ha. Thì mình xuống dòng là 21 cảnh. 21 cảnh ghi trên bự lên. Vô bắt đầu vô bài đó, 21 cảnh. Xuống dòng chia làm 6 nhóm. Chia làm 6 nhóm. Rồi, xuống dòng ha. Nhóm A từ 1 đến 7. 2 chấm. Nhóm A từ 1 đến 7. Hai chấm xuống dòng ha. 1 đến 5. 2 chấm. Sắc, thinh, khí, vị, xúc. Từ 1 đến 5 trước là 5 cảnh ha, cả 5 cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi, 6 là cảnh ngũ. Bảy là cảnh pháp. Rồi, nhờ nhóm A đó, thì từ 1 đến 7 chúng ta có 1 đến 5 là sắc, thinh, khí, vị, xúc, là vô gom vô chung 5 cái không? Rồi 6 là cảnh ngũ, 7 là cảnh pháp. Được chưa? Rồi xuống dòng nhóm B từ 8 đến 9. Nhóm B từ 8 đến 9. Xuống dòng 8 là cảnh chân đế. 9 cảnh tục đế. Cảnh chân đế, 9 và cảnh tục đế. Rồi. Xuống dòng nhóm C. Hay nhóm B bây giờ tới nhóm C từ 10 đến 12. Nhóm C từ 10 đến 12. 10 cảnh dục giới. 10 là cảnh dục giới. 11 cảnh đáo đại. 12 cảnh niết bàn. 12 cảnh niết bàn. Đó là nhóm C từ 10 đến 12 á, 10 cảnh dục giới, 11 cảnh đáo đại, 12 là cảnh niết bàn. Rồi chưa? Rồi ha. Nhóm D từ 13 đến 14.
Nhóm D từ 13 đến 14. 13 cảnh danh pháp. 14 cảnh sắc pháp. Cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp. Rồi, tới nhóm nhóm D đó là nhóm E từ 15 đến 17. Nhóm E từ 15 đến 17. 15 cảnh quá khứ. 15 cảnh quá khứ. 16 cảnh hiện tại. 17 cảnh vị lai. Rồi, nhóm F từ 18 đến 21. Nhóm F từ 18 đến 18, cảnh ngoại thời. Cảnh ngoại thời. 19, cảnh nội phần. Hai mươi cảnh ngoại phần. Hai mốt cảnh nội ngoại phần, tức là hai cái ráp vô, cảnh nội ngoại phần. Rồi, như vậy là phân ra được theo tính theo cái chiều rộng đó, thì chúng ta có được 21 cảnh. Nó cũng từ là sắc, là sắc thân ký vị xuất pháp. Nhưng mà khi phân ra được chi tiết hơn vi pháp thì người ta phân ra được 21 cảnh. Chúng ta thấy là chúng ta thấy từ nhóm 1, nhóm A là từ 1 đến 7, tức là sắc thân ký vị xuất, cảnh ngũ, cảnh pháp. Nhóm B từ 8 đến 9, cảnh chân đế, tục đế. Nhóm C từ 10 đến 12, cảnh dục giới, cảnh đáo đại, cảnh niết bàn. 13, 14 là cảnh danh pháp, cảnh sắc pháp. 15, 17 là cảnh quá khứ, hiện tại và vị lai. 18, 21 cảnh ngoại thời, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại phần. Thì chúng ta thấy là khi mà phân ra vậy là mình mới thấy là cái sự mà chi tiết cũng rất là khủng khiếp, phải không? Và cũng rất là khó, cái bài này rất là khó hiểu, khó học. Bài này nó không có dễ gì mà chúng ta có thể đọc sơ và mình hiểu được. Giống như nãy quý vị đọc cái phần Bali với tiếng Việt mà không biết quý vị có hiểu không. Cái này khó, cái này nhức đầu. Nhưng mà thôi, chúng ta cứ học từ từ ha, nào chậm chậm thôi. Nào, chậm chậm được nhiều hàng nhiêu ha, từ từ kéo cái dài từ từ ha. Đọc không hiểu gì. Bây giờ là mới cái sơ lược, kể sơ lược thôi, kể sơ lược 21 cảnh ha. Mình thấy được cái tình hình diễn biến của của cảnh như thế nào. Chứ bình thường mình nghe nói cảnh cảnh nó dễ, cảnh duyên tưởng duyên nghe nói đơn giản, mà không có đơn giản chút nào đâu quý vị, rất là khó. Nghĩ tay cho Châu Nguyễn, nghĩ tay chút xíu, mỗi tay nãy giờ đánh 21 cảnh mỗi tay. Học vi pháp từ từ vô thì càng lúc nó càng khó. Lúc đầu mình không kỹ á, không có nắm căn bản được, mình vô mấy cái sâu không hiểu nổi đâu, vô sâu đi cái đầu luôn, hỏi chừng luôn. Làm cái bản sơ đồ là 21 cảnh này phối hợp với lại tâm tâm sở như thế nào đó, luôn làm cái sơ đồ nó cũng nhức đầu luôn á, chứ không phải dễ. Nhưng mà làm rồi mình hiểu được, mình mới thấy được rất là xa thú và tuyệt vời ha. Tức là ngoài giáo pháp của Đức Phật ra không có một cái ai có thể hiểu được cái đề này ha. Rất là chi tiết, rất là vi diệu, rất tuyệt vời. Rồi nghĩ mỗi hết mỗi ba chứ. Rồi bắt đầu mình vô mình học là nhóm A. Học nhóm A từ 1 đến 7.
ha, từ 1 đến 7 ha, rồi xuống dòng 1 đến 5, giờ phần 1 năm trước, cảnh sắc, hình, khí, vị, xúc. Thì tôi copy cái Bali ra luôn. Một đến năm sắc hình khí vị xúc. Là những cái chữ đó, cảnh sắc rupa rammana, cảnh hình sabba rammana, cảnh khí gandha rammana, cảnh vị rasa rammana, cảnh xúc phattabba rammana. Đó là năm cái cảnh đầu tiên, chúng ta đi vào năm cái cảnh này không? Được chưa, nắm được chưa? Là năm cảnh là quý vị biết ha, cảnh sắc là biết, cảnh thinh khi bị xúc nãy học rồi biết ha. Rồi xuống dòng bắt cảnh nhất định, xuống dòng từ từ ha, rồi từ từ đi. Từ từ đi, copy lại cho đây, cái này copy xuống được phải không ta? Copy cái chữ là bỏ xuống, bỏ qua cái bài học của mình được mà. Viết tay hả, rồi giỏi quá vậy. Ta copy, ta dục qua cái phần trang mới được thôi chứ, viết tay. Mà gãy viết tay cũng tốt, viết tay tốt hơn. Viết tay mình đọc được chữ được hơn. Viết tay giỏi á. Hồi xưa học viết tay không, giờ còn có computer lên đánh chứ. Hồi xưa viết tay không. Viết tay viết tiếng Việt không chứ đâu Bali. Bali biết cái nào mà viết. Rồi đó Mali, Mali mà học viết tay, hồi xưa học Mali viết tay đó thôi, chắc không biết chừng nào mới xong. Viết tay không, xà thú đó. Rồi ha, rồi bắt cảnh nhất định, hai chạy đâu rồi, nó bắt tới rồi. Bắt cảnh nhất định, hai chấm. Bắt cảnh nhất định, hai chấm, có hai tâm. Bắt cảnh nhất định, hai chấm, có hai tâm. Chủ sĩ đâu mất tiền em ru rồi, mỏi tay quá đánh hết nổi hả? Trốn rồi, đuối trốn luôn. Bắt cảnh nhất định hai chấm, có hai tâm, mở ngoặc, hai tâm nhãn thức. À thì té nè, với hai mở ngoặc bắt cảnh nhất định hai tâm nhãn thức phải. Nhĩ tỷ thiệt thân đóng ngoặc lại chưa, hai ta nhận thức phải là nhĩ tỷ thiệt thân đóng ngoặc lại. Viết viết mà sao té, ngồi mình sao đứng đâu té ta hả? Viết ngồi viết chứ sao đâu có đứng đâu mà sao té. Té ghế luôn, viết là té ghế luôn. Hai tâm nhận thức nhĩ tỷ thiệt thân ha, chỉ biết duy nhất cảnh tương ưng, chỉ biết duy nhất cảnh tương ưng. Chỉ biết duy nhất cảnh tương ưng. Rồi anh viết lại cái chữ bắt cảnh nhất định, có hai tâm mở ngoặc, hai tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức á, nó ngoặc lại, chỉ biết duy nhất cảnh tương ưng. Rồi chưa, viết xong rồi đó là mình mới nói về vấn đề này. Rồi ha, tức là bắt cảnh nhất định, tức là nó chỉ bắt cảnh nhất định,
chắc chắn là nó bắt được cảnh đó, duy nhất là cảnh đó, à, tức là hai tâm nhãn thức. Ví dụ như cảnh sắc thì hai tâm nhãn thức là chắc chắn là bắt cảnh sắc, nó kêu là nhất định. Nắm được chưa? Tức là nhãn thức thì bắt cảnh sắc, và chuyện đó là chuyện đương nhiên, tức là nó bắt cảnh duy nhất là tương ưng với cái tâm đó, thì hai tâm nhãn thức nhất định là bắt được cảnh sắc, bắt được một cách nhất định. À, rồi hai tâm nhĩ thức thì bắt được cảnh hình, đúng chưa? Hai tâm tỷ thức thì bắt được cảnh khí, hai tâm thiệt thức thì bắt được cảnh vị, hai tâm thân thức thì bắt được cảnh xúc. Thấy chưa? Rồi đó, tức là bắt cảnh nhất định, là nhất định là không có, cái sự mà thay đổi, tức là nhất định là vậy thôi. Tức là hai tâm, mỗi một cảnh nó có hai tâm, tức là hai tâm nhãn. Thí dụ như cảnh sắc là hai tâm nhãn thức. Tại sao hai tâm nhãn thức? Thì tâm nhãn thức chúng ta học có hai loại: nhãn thức thọ xả quả bất thiện, như là nhãn thức thọ xả quả thiện, là có hai loại, đúng không? Thì như vậy hai tâm nhãn thức là nhất định là bắt được một cảnh, tức là cảnh sắc. Nhĩ thức bắt được cảnh thinh, thiệt thức bắt được cảnh khí, tỷ thức bắt được cảnh khí, thiệt thức bắt được cảnh vị, thân thức bắt được cảnh xúc. À, tức là chỉ duy nhất biết cảnh tương ưng với nó, tức là tâm nào biết cảnh đó, tâm nào biết cảnh đó ha, đó là bắt cảnh nhất định. Alo, nắm được chưa? Nắm được chưa quý vị? Là đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc thì có mỗi một cảnh nó có hai loại tâm bắt, và bắt với cái cảnh đó. Ví dụ như tâm nhãn thức thì nó bắt được cảnh sắc, tâm tỳ nhĩ thức thì bắt được cảnh thinh, vân 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 vân. Thì như vậy đó là bắt cảnh nhất định. Đó, đúng rồi đó. Rồi được không? Nó dễ ợt, nó quay đâu, nó nói đâu nghe lạ lạ chứ nghe kỹ xíu nó cũng dễ ủi không có gì. Bài này dễ lắm, mà lát rồi xuống học mà vô xuống càng sâu càng khó nữa, rồi cảnh càng nhiều xuống dưới nó khó nữa, cảnh chân đế, cảnh lực đế, cảnh niết bàn, cảnh này nó nhức cái đầu luôn. À, là bắt cảnh nhất định ha. Ủa rồi cô của MC này trốn nó nữa rồi. Có rồi, các bạn ok. Rồi giờ bắt cảnh bất định, nãy là bắt cảnh nhất định ha, giờ bắt cảnh bất định hai chấm, có 46 tâm. Bắt cảnh bất định có 46 tâm, mở ngoặc. Bốn mươi bốn tâm dục giới trừ ngũ sanh thức, 44 tâm dục giới trừ ngũ sanh thức, cộng hai tâm thông, đóng ngoặc là 46 tâm. 44 tâm dục giới trừ ngũ sanh thức, cộng hai tâm thông, đó là 46 tâm này bắt cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc nè. Nó bắt bất định, tức là nó có thể bắt được những cảnh khác nữa, chứ không phải là chỉ bắt được năm cảnh này không, đó nên được gọi là bất định. Và có 46 tâm, 44 tâm dục giới trừ ngũ sanh thức, cộng 2 tâm thông. Rồi, thấy chưa? Chú dòng mình ghi ra 44 tâm dục giới chấm. Là gì quý vị? Ai nói chúng không? 44 tâm dục giới là những tâm nào đâu? Bốn mươi bốn tâm dục giới, tâm dục giới được chia là hai tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Mấy người như lên tụng giống như là bé à. Rồi tâm bốn bốn tâm dục giới là gồm có những tâm nào, ghi ra 44 tâm dục giới, tâm bốn trừ 10 bốn bốn, đúng rồi, 12 tâm bất thiện, xa thú. Tiếp tục b
đi từ trên đi xuống với 12 tâm bất thiện. Rồi tiếp theo gì nữa, gì dữ vậy? Cũng nhân trừ trừ ngũ trang thức rồi sao còn có sao 18 nữa, trừ ngũ trang thức rồi còn 8 rồi, 8 vô nhân rồi gì nữa, 24 dục giới, 24 dục giới tình hảo, rồi cộng lại đủ chưa? Đủ chưa? Rồi như vậy 44 tâm dục giới là 12 tâm bất thiện, 8 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tình hảo, rồi cộng thêm hai cái tâm thông, à tức là tất cả là 46 ha, là 44 tâm dục giới là như vậy ha, mình biết ra. Rồi giờ 12 tâm bất thiện, tại sao nó chỉ bắt năm cảnh này là thuộc về bất định mà nó không là bắt nhất định? Như là tâm tham, tâm sân, tâm si, tại sao nó bắt cảnh sắc, cảnh thiên, quý vị xúc mà nó chỉ để bắt là bất định thôi, tức là lúc có lúc không, mà sao nó không bắt nhất định như là nhãn thức, nhĩ thức? À thì cái này chúng ta thấy khi mà mình lôi ra mình mới hiểu được cái vấn đề nó như thế nào. À, tức là khi mà cảnh sắc nó xuất hiện thì nhãn thức là đương nhiên là nhất định đúng không? Vì đúng không? Nhãn thức nhất định là biết được cảnh sắc. Đúng chưa? Nhưng mà trong cái biết được cảnh sắc như vậy, trong cái lộ trình tâm nó phát sanh đó, à, thì nó 12 tâm bất thiện này nó biết được cảnh sắc đó theo cái lộ ngũ, tức là theo năm cái này. Nhưng mà nếu trong cái lộ ý thì nó vẫn có thể biết được cảnh pháp luôn, tức là 12 tâm bất thiện này có thể biết được cảnh ngũ sắc thinh vị xúc, mà nó còn biết được cả cảnh pháp nữa. À, nếu mà không có cái sắc thinh vị xúc này thì nó biết theo kiểu cảnh pháp, tức là ở trong đầu đó. Ví dụ trong đầu mình khởi lên hình ảnh này ảnh kia, hoặc là có những cái này kia trong thuộc ngoài cái cảnh ngũ rồi đó, thì cái 12 tâm bất thiện này nó vẫn bắt được luôn, nó vẫn bắt được cảnh đó như thường. Không hiểu luôn. Rồi bây giờ nói lại nè, 12 tâm bất thiện nó vừa bắt trăm cảnh, tức là vừa bắt cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh xúc, mà nó bắt luôn cả cảnh pháp nữa. À, chứ không phải nó chỉ bắt cảnh ngũ không thôi, nó không phải bắt năm cảnh này thôi. Thành ra chính vì như vậy 12 tâm bất thiện được gọi là bắt cảnh bất định, tức là bắt cảnh bất định, tức là nó không có nhất định. À, nó khác với nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, nhãn thức, nó khác đó. Bởi vì 12 tâm bất thiện này nó khi mà nó ở lộ ngũ thì nó bắt năm cảnh này, là ví dụ cảnh sắc đến thì mắt thấy ta nghe đó, rồi tâm tham sanh, tâm sân sanh, si sanh, thì nó bắt theo cảnh sắc thinh khí vị xúc. Nhưng mà trong cái lộ ý, trong cái tâm mình đó, nếu mà không có năm cảnh này đó, nếu trong đầu mình ví dụ như mình đang ngồi thiền, mình khởi lên hình ảnh nào đó, mình nổi sân lên, thì nó thuộc về cảnh pháp, thì tâm bất thiện vẫn bắt được cảnh pháp được như thường, chứ không phải là bắt cảnh ngủ không. Là cho nên chính vì cái chỗ đó được gọi là bắt cảnh bất định. Bất định tức là không có nhất thiết phải như vậy, không nhất thiết là phải chỉ có năm cảnh ngũ này không, mà nó bắt luôn cả cảnh pháp nữa, và nó thêm được như vậy. Quý vị hiểu không ạ? Hello. Rồi được rồi đó, ừ, đó cho Nguyễn ghi ra đúng rồi đó. Rồi thì như vậy nó vừa bắt cảnh ngủ mà nó vừa bắt luôn cảnh pháp luôn, đúng rồi đó, xa thấu rồi đó, đúng rồi đó, bắt năm cảnh mà nó bắt luôn cảnh pháp nữa, tức là cả sáu cảnh luôn đó. Là nó bắt luôn cả sáu cảnh đó, cảnh bất định. Rồi được chưa? Thì ghi luôn không biết được mà. Bây giờ nắm được không? Này nắm được không? Cho cái bông đi, ngay cho đi, ghi từ lâu quá. Nắm được không?
tức là về năm cảnh nè, cảnh sắc nè, là cảnh về màu sắc không, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, tức là năm cảnh đó đó, tức là cảnh mà mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm ha, năm cảnh đó thì nó hai cái tâm bắt cảnh nhất định, tức là có cái những cái loại tâm mà bắt năm cái cảnh này mà nhất định, tức là không thay đổi. Ví dụ như là tâm nhãn thức thì chắc chắn là nhất định là bắt được cảnh sắc, ngoài ra nó bắt được cái nào khác á, nó chỉ bắt được cảnh sắc. Ý thức cũng vậy, bắt được cảnh thinh, tỷ thức bắt được cảnh khí, thiệt thức bắt được cảnh vị, và thân thức bắt được cảnh xúc là nhất định, là bắt nhất định không? Đúng rồi, đúng rồi, sao đó. Rồi giờ đó là bắt cảnh nhất định, nhưng mà giờ bắt cảnh này là năm cái cảnh này nè, cảnh sắc, cảnh thinh, vị xúc, là mà những cái loại tâm bắt cảnh này mà bất định thì nó có 46 đọc lần nha. Thành ra nó khó hiểu, là cái dòng khi học tới cái bài này rồi đó, chúng ta học là lùng bùng, không biết cái gì nói gì, nói mà nó không hiểu tại sao vậy. Thì cái thằng quà không hiểu là ồ cho quà thì khó quá. Nhưng mà giờ mình học mà mình không có làm gì được, mình học mình phải lôi ra cho tới mình thấy thôi, chứ đâu có thông qua được. Nó thông qua thành ra hồi xưa những cái bài mà ai học quy pháp mà tới cái bài cảnh này rồi đó là thôi mù tịch luôn. Nhức cái đầu không biết sao, nói là nhất định bất định này kia là khùng luôn ha. Rồi bây giờ tới bắt cảnh bất định thì mình phân là có 46 tâm, thì 46 tâm mình lôi ra là có 44 tâm dục giới, là 12 bất thiện, 8 vô nhân và 24 tâm giới tình hảo, là 44, đúng chưa? Thì 12 tâm bất thiện mình mới đặt cái câu hỏi tại sao 12 tâm bất thiện này lại bắt cảnh bất định. Trong khi đó là tâm tham cũng bắt được cảnh sắc, cũng bắt được cảnh thinh, cũng bắt được cảnh khí, cũng bắt vị xúc, cũng bắt được vậy ha. Tâm sân cũng bắt được, tâm si cũng bắt được. Thì như vậy 12 tâm bất thiện này tại sao mà nó bất định, nó không có nhất định? Thì bởi vì nếu mà nó bắt được năm cảnh này, và ngoài ra nó cũng bắt luôn cả cảnh pháp, tức là ngoài năm cảnh này nữa, thì nên mới gọi là bất định. Là bắt, vừa bắt cảnh ngũ mà vừa bắt luôn cảnh pháp luôn, cho nên được gọi là bất định trong năm cảnh này, cảnh sắc, cảnh thinh, cái vị xúc. Bây giờ nắm được chưa? Alo. Nắm được không? Nguyên Trang nắm được phải không? Quý vị nắm được không? Cho mấy cái bông đi. Cô Meta đâu rồi? Im ru rồi. Được không? Bây giờ cái bài này nó khó lắm, bài này nó mới lúc đầu thôi đó, còn về sau càng khó. Nó nhiều khi chúng tôi coi mà cứ coi đi coi lại, giờ không biết mình giải sao cho nó rõ ràng, nó khó cho nó. Tâm thông là hai cái tâm làm thần thông á, là ngũ thiền mà hiện thông, tức là luyện thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, cái đó mấy đó là thuộc về tâm thông. Thấy chưa? Rồi cái đó tính sao ha, từ từ ha. Bây giờ mình dứt 44 tâm bất dục giới nè, tức là giờ 12 tâm bất thiện, hiểu rồi ha. 12 tâm bất thiện hiểu rồi, biết được vừa cả cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, mà hiểu luôn được, bởi vì nó biết luôn được cả cảnh pháp nữa, là cho nên nó là bất định. Rồi cái bất định thứ hai, bất định thứ hai, giờ khoan viết mấy đó hả, giờ viết lộn xộn lên nó rối lên nè. Cái tâm mà bắt cảnh bất định thứ hai là gì? 8 tâm vô nhân. 8 tâm vô nhân, đúng chưa? 8 vô nhân là gì đâu, quý vị ghi ra coi. Ghi ra coi, ghi những số rồi cho nó đàng hoàng ha, nghiêm chỉnh rồi đàng hoàng nha. Tám tâm vô nhân là hai tiếp thâu, ba quan sát, một khác cái môn và sinh tiếu. Rồi đúng rồi, xa thứ hồng giống kim nhung, rất là xa thứ ha. Giờ là ghi lại, nhưng mà giờ mình gom lại ha. 8 tâm vô nhân á, tức là nhất là mình ghi là ba ý giới,
Tại vì ba cái này nó vô một bộ nữa, mà kêu là ba ý giới, tức là hai tiếp thâu một kháng ngũ môn, thì được gọi là ba ý giới. Kỳ trước có nói rồi không, ba ý giới hai tiếp thâu một kháng ngũ môn là ba ý giới ha. Ba quan sát là sáu, kháng ý môn là bảy, ân cúng vi tiếu là tám, đúng chưa? Rồi tám vô dân ghi ghi lại đi, tám tâm vô dân ghi lại là ba ý giới, ba quan sát, một kháng ý môn, một ưng cúng vi tiếu. Rồi đó là tám tâm vô nhân. À, mình phân được tám tâm vô nhân là nó có vậy ha. Rồi bây giờ mình lôi xuống từ thằng nè, giờ mình bắt thằng ra trước. Ba ý giới. À, ba ý giới, tại sao ba ý giới này mà lại là bắt cảnh sắc sinh khí vị xúc mà lại bất định? À, cái vấn đề này mình phải lôi ra, mình nói ha. Bây giờ tâm kháng ngũ môn ha, là một ha. Rồi hai cái tâm tiếp theo là ba ha, là ba ý giới này là bắt cảnh, nó cũng bắt cảnh ngũ, tức là nó chỉ bắt được năm cái cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nó bắt được năm cảnh ngũ này, nhưng mà nó không phải một lúc nó bắt được năm cái. À, có lúc nó bắt được cảnh sắc, có lúc nó bắt được cảnh thinh, có lúc nó bắt được cảnh khí, có lúc nó bắt được cảnh vị, có lúc nó bắt được cảnh xúc, nó bắt tùy theo. À, cho nên nó bất định, được gọi là bất định, bởi vì nó không phải một lúc năm biết được là năm cái, mà nó tùy theo. Ví dụ tâm kháng ngũ môn sanh lên, khi mà nhãn, khi mà cảnh sắc nó vô thì tâm kháng ngũ môn nó sanh lên, nó nương nơi cái con mắt để nó thấy cảnh sắc. À, nhưng mà âm thanh nó vô thì kháng ngũ môn cũng đường là lỗ tai, nó biết cảnh thinh. Thì như vậy kháng ngũ môn và hai tâm tiếp thâu năm cảnh này đó, thì nó tùy theo, à, tùy theo đối tượng, tùy theo cái cảnh nó đi vào, cho nên được gọi là bất định. À, nó biết một cách bất định, tức là không có nhất định một cảnh nào hết á, cảnh nào cái tâm nó đừng bắt được hết, trong năm cảnh đó nó bắt được hết. À, đó là như vậy. Rồi nắm được chưa, cái gì nắm được chưa? Alo, ba ý giới. Rồi đúng rồi đó. À, tức là bắt là tùy theo, tùy theo đối tượng đi vào. À, một trong năm đối tượng đó, à, tức là tâm kháng ngũ môn nó cũng bắt được cảnh sắc, nhưng mà nó cũng bắt luôn cảnh thinh được, nó bắt được cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc được, trong năm cảnh đó là sắc thinh khí vị xúc nó bắt được, tùy tức phải lúc nào nó cũng bắt được năm cảnh. À, nó không có nhất định mà nó bắt từng cảnh tùy theo. À, đó đúng rồi, à, đúng rồi là như vậy. À, thì được xếp vô cái nhóm gọi là bắt cảnh bất định. Tiếp thâu cũng vậy, nó cũng tiếp thâu tùy theo, nó là một cái tâm tiếp thâu thôi, nhưng mà nó bắt tùy theo cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, khí, vị, xúc. À, nhưng mà ba cái này nó không bắt được cảnh pháp nha. À, nhưng mà để ba cái này không bắt được cảnh pháp, nó chỉ bắt được cảnh ngũ thôi. Nắm được chưa? Nắm được không? Ba ý giới bắt được năm cảnh tùy theo. À, cho nên được xếp vào nhóm bắt cảnh bất định. Rồi, đúng rồi, xa thôi. Rồi, bây giờ tới cái gì nữa? Ba ý giới xong rồi, tới ba quan sát. Ba tâm quan sát. Tại sao ba tâm quan sát này là bất định? À, bởi vì ba tâm quan sát này cái gì, nó vừa bắt được cảnh ngũ mà nó bắt luôn cả cảnh pháp luôn. À, ba tâm quan sát này nó đặc biệt cái chỗ đó, nó bắt được cảnh ngũ mà nó bắt được cảnh pháp luôn. Nó bắt được cảnh ngũ là khi nào mà có cảnh sắc vô thì cái tâm quan sát nó bắt được cảnh sắc, cảnh thinh nó bắt được cảnh thinh, cảnh khí bắt được cảnh khí, vị bắt được vị xúc, vị xúc nó bắt được năm cảnh, đúng chưa? Nhưng mà khi mà nó làm việc tục sinh, làm việc khổ kiếp, làm việc tử, hay nó làm việc mót, thì lúc đó nó bắt được cảnh pháp. Nó không bắt làm cảnh này nữa mà nó bắt cảnh pháp. Cho nên ba tâm quan sát này bắt được cả sáu cảnh, chứ không phải chỉ bắt được năm cảnh không. À, cho nên được gọi là bắt cảnh bất định.
ba tâm quan sát được bắt được cả sáu cảnh, ngoài năm cảnh ngũ nó bắt luôn được cả cảnh pháp luôn, chứ đâu phải như tâm tiếp thâu. Đúng rồi, vừa bắt được cảnh ngũ vừa bắt được cảnh pháp, do cái tùy theo cái phận sự của nó ha, tùy theo cái công tác phận sự của nó. Hello. Tức là cái tâm quan sát rồi đó, tâm quan sát thì hai cái tâm quan sát, thọ xả quả bất thiện quả thiện, thì hai tâm này nó làm được phận sự quan sát nè, nó làm được tục sinh, nó làm được hộ kiếp, nó làm được diệt tử nữa. Đó là khi mà tục sinh bằng tâm quan sát, thì nếu mà bất thiện thì sanh làm những cái loài mà khổ, còn nếu mà quan sát thọ xả thiện thì sanh làm người lạc vô nhân. À, thì ra chính vì cái quan sát nó làm được việc tục sinh hộ kiếp tử, thì lúc đó nó bắt được cả cảnh pháp luôn, chứ nó không phải bắt cảnh ngủ không. À, nó bắt luôn cả cảnh pháp luôn. À, còn cái quan sát thọ hỷ thì nó có làm được cái việc là việc mót, hay là kêu là na cảnh, hay là những cái việc đó, thì nó bắt được cái cảnh pháp luôn. À, cho nên ba cái tâm quan sát này nó vừa bắt được năm cảnh sắc thinh khí vị xúc, mà nó còn bắt luôn cả cảnh pháp được. À, cho nên ba cái tâm quan sát này được xếp vào nhóm bắt cảnh bất định. Đó là chưa? À, khi nó làm việc tục sinh hậu kiếp tử hoặc là diệt mót thì nó bắt được cả cảnh pháp luôn. Đáp được không? Dễ không? Dễ ổi ha. Dễ ổi ha, dễ ổi. Nguyên Trang hiểu không? Dễ ổi ha Nguyên Trang. Dễ ổi. Rồi giờ ghi nốt ra đi, ghi lại cho nó chính xác để mấy người ta ghi bài lại cho nó rõ ràng. Mình đang xỉu. Xỉu luôn. Mới vô dạo đầu xỉu rồi. Được chưa? Bài quan sát bắt được cả sáu cảnh, được không? Hiểu rồi ha. Vậy cứ hiểu đi, bắt được sáu cảnh này. À, đúng rồi đó, nhà Nhật Bình giỏi quá. À, tùy theo quý vị ghi, mình ghi sao mà mình hiểu được thôi, ghi sao mình học mình hiểu được thôi. Được chưa? Bài quan sát rồi giờ xong ha, tiếp tục ha, bài quan sát sau tới gì nữa? Kháng nghi môn. À, giờ kháng nghi môn, tại sao bất định? À, tâm kháng nghi môn là tại sao nó bất định? Bởi vì nó bắt luôn được cả sáu cảnh luôn. Cái nghi môn nếu trong cái lộ ngũ, trong cái lộ tâm thuộc về lộ ngũ môn, tức là lộ cảnh sắc cảnh thinh khí vị xúc cái vô, thì cái nghi môn này nó làm việc là xác định cảnh, thì nó bắt được năm cảnh đó. À, nhưng mà lộ ý thì nó bắt cảnh pháp. À, thì cho nên cái nghi môn này được xếp vô nhóm bất định, bởi vì nó bắt được cả sáu cảnh, là cảnh ngũ và cảnh pháp luôn. Đó là chưa? Cái nghi môn tiếp theo là bắt được cả sáu cảnh, bởi vì nó bắt được năm cảnh ngũ trong cái lộ ngũ và cảnh sát cảnh cảnh pháp trong lộ ý, nó bắt được luôn. Ví dụ mình nằm mình nhắm mắt mình ngủ mình chỉ bao thì cái tâm mình khởi lên hình ảnh gì đó là thì cái kháng nghi môn này nó bắt được cảnh đó, nó bắt được là cảnh pháp, cho nên nó vừa bắt được cảnh ngũ mà nó vừa bắt luôn cảnh pháp luôn ha. Ví dụ để mình hiểu ha, bắt được sáu cảnh cảnh ngũ cảnh pháp luôn rồi. Rồi, đó là kháng nghi môn. Hiểu không? Hiểu không? Viết mà hiểu không? Cái đá này. Hiểu được cho cái bông đi, nhưng bông viết tiếp theo luôn. Rồi, hiểu không? Hiểu không? Rồi, dễ quá, dễ ui.
Không có gì đâu khó. Thấy quý vị hiểu được mừng gần chết luôn. Dễ hiểu. Rồi, đó, xà thử ha. Không rồi. Rồi, đúng rồi đó ha. Hay là kháng y môn bắt được sáu cảnh. Rồi, ưng cúng vi tiếu. Là tâm, ưng cúng vi tiếu là tâm làm việc mỉm cười. Đúng không? Vật A-la-hán ha. Thì cũng bắt được sáu cảnh luôn. À, bởi vì tâm này đã nhìn thấy cảnh là mỉm cười ha, thấy cảnh gì nó ngộ ngộ cười ha, hoặc là thấy cảnh pháp cũng mỉm cười, thì ưng cúng vi tiếu thì bắt được cả sáu cảnh. À, đó là ưng cúng vi tiếu này, có vậy thì dễ hiểu, ưng cúng vi tiếu bắt được cả sáu cảnh luôn. Kỳ tiếp ưng cúng vi tiếu bắt được sáu cảnh luôn, thành ra được xếp vào nhóm bất định, vừa cảnh ngủ mà vừa cảnh pháp luôn. Đúng rồi, vậy hiểu quá chừng, giỏi quá, ủa nói hiểu liền. Rồi tiếp theo cái chót là hai tâm thông, tức là ngũ thiền thông á, ngũ thiền mà thuộc về sắc giới đó. Ngũ thiền tâm thiền ngũ thiền đó, bắt đầu từ ngũ thiền đó biến qua thành một tâm thông, rồi tâm di tác ngũ thiền biến qua thành tâm thông. Thành ra thêm hai cái tâm nữa là hai tâm thông, tức là 121 tâm, mà nếu mà nói thêm hai cái thông này vô nữa thì là 123. Nhưng mà không phải mình nói vậy thôi, chứ thật sự đó là lúc mà muốn luyện, muốn mà xuất thiền hay xuất tâm thông là phải đắc được ngũ thiền mới luyện thông được. Và bây giờ hai tâm thông này nó bắt luôn cả sáu cảnh luôn, đó thần thông à. Khi mà thần thông biết quá là thấy được nghe được tất cả những cảnh giới xa cỡ nào cũng bắt được không. Và hai tâm thông này bắt được cả sáu cảnh, cho nên như vậy được xếp vào trong nhóm biết cảnh bất định luôn, bắt cảnh bất định luôn. Tức là trong cái phần từ cảnh cảnh thinh, cảnh ký, cảnh vị, cảnh xúc thì 46 tâm này gọi là bắt cảnh bất định. Bởi vì nó có thể bắt được cảnh ngủ mà nó có thể bắt luôn được cả cảnh pháp nữa. Cho nên được gọi là bắt cảnh bất định. Đó là từ 1 tới 5 mình học ha. Nắm được chưa? Alo quý vị. Tổng cộng là mình có là 40 tấn không? 46 46 với là hai tâm kia là tính từng cặp là 2 là 48. Còn nếu chung luôn nữa thì mình tính thành 10 là 46 10 56. Mình tính 2 thôi cho nó dễ là 48. Tổng cộng là có 48. Mấy giờ ta hết giờ chưa? Alo. Hết rồi, đúng rồi, hết giờ vậy hết cũng đúng rồi. Sắp hết rồi, giờ muốn xỉu rồi. Còn 8 phút này thôi, giờ phút này cho một câu hỏi để tham khảo mỗi người ý kiến cho vui ha, thay đổi cho nó đỡ dễ thở. Vậy thì đó học tiếp, xỉu rồi. Rồi, có một câu hỏi nha, mà nguyên câu hỏi này á, hỏi quý vị phải mình phải lên mình trình bày mà bằng cái cảm xúc thật của mình nha, thật tâm của mình, chứ không phải là mình trả bài mình là trình bày theo sách vở. Nếu mình trình bày theo sách vở thì nó còn gì nói nữa, mà mình phải trình bày theo đúng cái tâm trạng của mình, của mình là tại sao cái tâm trạng của mình nó như vậy không. Thì câu hỏi rằng bây giờ trước tôi hỏi quý vị, trong đây có ai ngồi thiền không, có ai tập thiền không, thiền có ai tập thiền cho mong ai. Thì ít thì nhiều vẫn được, có tập thiền là được nè, hãy có tập là được ha. Đó, có hết ha, đây chắc có đủ ha. Rồi, có đủ không? Rồi, cái câu hỏi ha. Đặt câu hỏi là tại sao mà mình ngồi thiền? Tại sao mình tập thiền? Rồi, mời quý vị cho ý kiến là tại sao mình phải tập thiền. Mà mình trả lời bằng đúng cái của mình nha, chứ mình đừng nói theo sách nữa, sách thì mất hay nữa. Rồi, câu hỏi là tại sao phải tập thiền? Rồi, mời quý vị.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha giá. Dạ, Metta xin nói ngắn gọn, có làm sao nói vậy thôi. Dạ, Metta sở dĩ tập thiền là bởi vì thấy cái tâm của mình đó nó chạy lăng xăng quá, nó như con khỉ, thành thử ra nó không có định. Cho nên Metta mới tập thiền để cái tâm mình được định, và cũng thấy rằng cái nhờ cái thiền mà Đức Phật á đã đắc được đạo và có được trí tuệ vô song, cho nên Metta nghĩ rằng cũng nên tập thiền để tâm được định và từ từ có được trí tuệ phát sanh. Và Metta chỉ ngắn gọn vậy thôi, có anh sao nói vậy. Và Metta xin trả mic lại cho quý vị khác. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ thầy nói là khi thầy muốn tụi con giải thích theo cái hiểu của mình, và theo cái nguyên như hiểu á, thì sáu căn khi mà tiếp xúc với sáu trần á, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì lúc nào nó cũng hoạt động liên tục. Khi mà mình ngồi thiền xuống á, thì thứ nhất đó là con mắt mình phải nhắm lại hoặc là khép hờ, là coi như mình đóng cái cửa nhãn lại. Cái lỗ tai á, thì để yên đó, mình phải kiếm nơi thanh vắng. Đức Phật nói là tới nơi thanh vắng hoặc một căn nhà trống, là coi như mình đóng thêm cái cửa nghỉ lại. Cái về cái mũi á, thì mình ngồi ở chỗ thoáng thì đâu có đồ ăn đồ uống gì đâu, coi như mình đóng cái củ mũi lại. Rồi về cái lưỡi á, mình đang ngồi thiền mình không có ăn thì cái lưỡi mình cũng đóng luôn. Và về cái thân á, thì Ngài mới dạy mình á, là không có nên nhúc nhích, tự vì nếu mà mình nhúc tới nhúc lui á, thì nó lại động nữa. Thành ra coi như là mình đóng cái về cái thân lại. Về khi mà cái năm cái căn nó đóng lại rồi á, thì mình chỉ mở một cái, mình chỉ còn lại một cái chỗ ra vào, đó là về cái tức là về cái ý thức của mình thôi. Khi mà về cái ý thức rồi á, thì nó mới con mới thấy là nó mới hiện ra những cái tâm và cái tâm sở, nó có thể là nó rõ hơn. Lúc đó thì mình mới thấy cái tâm mình nó loạn, chứ bình thường mình không có thấy tâm loạn. Tự vì yên á, thì những cái đó nó nổi lên trên. Mà khi nó nổi lên trên như vậy á, thì mình có thể bắt được là cái tham sân si, rồi mình mới còn mới dùng cái đó thì mới tập trung vô cái niệm, là tập trung những cái một cái tâm sở nhỏ trong cái 25 sở hữu tịnh hảo. Thì cái đó là cái nguyên như hiểu. Thì khi mà con tập nhiều như vậy á, thì nó phát triển được những cái sở hữu tịnh hảo, thì nó cùng một cái khi mà cái tịnh hảo nó lên á, có nghĩa là những cái tâm bất thiện nó không có mặt. Thì như vậy là mình thanh lập tâm tâm theo cái kiểu đó. Và đó là theo con hiểu và thầy. Và con xin xuống ạ. Dạ, hello, con kính chào đạo tràng, con kính chào thầy kinh. Mục đích của con ngồi thiền là con muốn tu tập để giải thoát ngay trong kiếp sống này. Tại vì con thấy rất là khổ. Nếu mà mình không tu tập thì mình sẽ sanh vào những cái cảnh khổ. Và mục đích ngồi thiền là để mình thấy cái, cho cái tâm mình nó tịnh, và thấy những cái tâm lăng xăng của mình, và thấy những cái tâm bất thiện của mình. Và khi mình ngồi thiền, mình cảm thấy mình mới nhận được thấy cái tâm mình quả đúng là mình tâm bất thiện nhiều hơn là tâm thiện. Và khi nếu mà mình thực tập lâu ngày thì những cái mình hiểu rõ tâm mình, và mình càng nhìn vô trong mình, và mình cảm thấy mình rất là hạnh phúc an lạc khi mình hiểu rõ tâm mình. Nếu mình hiểu rõ tâm mình thì mình mới có thể tu tập được. Tại vì đó là con cảm thấy đó là hạnh phúc nhất. Và khi được hiểu tâm mình và có thể tham sân si của mình có thể bớt đi, và mình có thể
tìm đến cái sự tu tập cao, và đó là mục đích chính là con muốn giải thoát ngay trong kiếp sống này, và con xin xuống tất cả. Cảm ơn thầy. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh Hello. Dạ không biết đạo tràng còn nghe được không ạ? لكل جواب نعم أو لا لأنه هذا وقتي. هل تم هذا التطهير من الرجل؟ Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ không sao, lâu lâu nghe mà hóa anh chút thơ quý vị. Dạ, kính mời đạo tràng tiếp tục ạ. Dạ, Nguyên Trang thì bị rớt nét rồi. Dạ, mời đạo tràng, mời cháu Nguyễn. Dạ, mời quý vị trong đạo tràng nên chia sẻ câu hỏi của Vinh Kinh, rất là hữu ích. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ kính mời. Mời Nguyên Trang, tiếp tục Nguyên Trang ơi. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ con cảm ơn, dạ cảm ơn, dạ con cảm ơn toàn thể đạo tràng. Con không biết ai gọi vô điện nghe cái power talk nữa, that's why nó đá con ra ngoài. Dạ con xin đọc lại câu hỏi. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Tại sao mình phải tập thiền? Thì con á thì về thiền thì con cũng mới biết sau này thôi, con cũng tại vì mình khi mà con đi chùa đó thì con cũng nghe chư tăng giảng là mình nên tập thiền để mình nhìn thấy cái tâm mình, để mình nhìn được thâm cái tâm mà tâm sân, tâm tham, tâm sân của mình, rồi để mình bớt đi những cái tham đó. Thì khi mà con ngồi thiền đó, thì lúc mà mình chưa ngồi thiền đó thì mình không thấy được cái tâm mình đó, là nó cứ lăng xăng, nó cứ chạy tùm lum hết, mình không có biết được. Nhưng mà khi mình ngồi thiền rồi đó thì mình mới biết là thật ra ở trong nội tâm của mình đó, có rất là nhiều cái khúc mắc mà khi mà mình ngồi đó thì mình sẽ gỡ được từ từ mình sẽ gỡ được từ từ những cái tâm đó. Rồi khi mà con ngồi thiền á thì con biết là mình cái sức khỏe của mình nó tốt hơn. Lúc đầu thì con không có nghĩ gì xa xôi hết, nhưng mà con cảm thấy là cái thân tâm mình nó an lạc, nó nhẹ nhàng, nó bớt suy nghĩ. Rồi mình nhìn được cái tâm mình á, khi mình ngồi thiền được lâu rồi đó thì mình nhìn được cái tâm mình nó lúc nó giận, lúc nó không vui, hay là lúc nó nổi lên sân hay là tham, nó rất là nhiều khi mình, nhưng mà có nhiều khi mình chận nó lại đó thì nó cũng hơi muộn, nhưng mà con thấy là ít nhất mình cũng nhìn thấy được nó để mình sửa sai từ từ. Rồi cái thứ hai nữa là nó giúp cho mình có cái trí nhớ nha, theo con đó thôi nha. Ví dụ như một cái ví dụ ha, ví dụ Nguyên Như quên trả tiền Nguyên Trang đi thì mình không nghĩ tới, nhưng mà tự nhiên khi mà ngồi thiền đó thì nó làm cho mình nhớ lại
những cái mà nó làm cho giúp cái trí tuệ của mình, cái bộ nhớ của mình tốt hơn. Đó, dạ thì Nguyên Trang thấy là trong cái ngồi thiền thì nó rất là nó làm cho tâm mình nó an lạc. Dạ, nhưng mà thật ra khi mà mình ngồi thiền rồi đó, mà khi mình xả thiền xong, xả thiền thì cái một phần cái khác nữa là cái thực hành trong cái cuộc sống hàng ngày mình nó rất là quan trọng, và mình có hành được hay không là một chuyện khác nữa ạ. Nhưng mà ít nhất Nguyên Trang thấy là mình nhìn nó được thì mình thay đổi bản thân của mình, từ từ con người mình nó thay đổi. Dạ, mình nhìn được cái sai thì mình sẽ không làm sai nữa, mình bớt làm sai đi. Dạ, cái là ý kiến của con thôi ạ. Dạ, dạ con xong. Dạ, con xin xuống quá ạ. Con Bích Thai giá, dạ Nhật Quỳnh thấy cái đích là Kim Nhung hả, là Hồng Nhung vậy đó, dạ, thì mới vào đạo tràng, dạ, nhưng mà rất là năng nổ và rất là giỏi, nên bây giờ cho Nhật Quỳnh hỏi, Hồng Nhung có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Hồng Nhung có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh? À không, nghe không, bây giờ hiện tại có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ nghe. Nghe thì Nhật Quỳnh cho Nhật Quỳnh hỏi Hồng Nhung đang dùng cái gì? Laptop hay là iPad hay là điện thoại? Thì sẽ có chuyên gia chuyên gia trong đạo tràng chỉ cách laptop. Rồi, laptop chết rồi, laptop mà nếu mà sử dụng mà cái bao thoát mới thì Nhật Quỳnh bó tay. Nhật Quỳnh đang dùng laptop mà chị Nhật Quỳnh chỉ biết dùng cái laptop cũ thôi, cái chương trình cũ thôi, còn cái laptop mới này thì Nhật Quỳnh bó tay luôn. Tại vì Nguyên Trang biết không, cái chương trình mới của laptop này nè, Nhật Quỳnh bị nó bắt vô, Nhật Quỳnh chui ra, nên là bây giờ Nhật Quỳnh đâu có biết sử dụng đâu mà chỉ Nguyên Trang. Nếu Nguyên Trang có thể biết chút đỉnh nào mà Nguyên Trang xin chỉ cho Kim Nhung nha, cho Hồng Nhung vậy đó. Dạ mời Nguyên Trang. Nam mô Bích Thai giá. Dạ, sorry cô, con thì chỉ tại vì con có xài laptop á, con xài laptop mà con xài Apple á, là nó cứ đá con văng không mà cô ơi, nên con chỉ xài iPad với con xài cell phone thôi. Cái vụ này là con xin thua. Dạ không biết trong room có vị nào xài laptop, dạ có thể lên chia sẻ à. Hồng Nhung. À, dạ là Hồng Nhung mà còn lần đầu tiên vào đây nên chưa biết sử dụng mà sư Chánh Hạnh thường nó theo như cái Nguyên Trang nha, khi thử sư ơi lên chỉ đó là thường cái ở dưới á, cái phần dưới của cái bàn á nó hay có cái mic á, nó hay có cái đồ cũng như là cái microphone vậy đó, thì Hồng Nhung bấm vô cái mic đó, đó bấm vô cái đó, khi mà bấm vô cái đó đó thì mình sẽ bấm được cái nó cầm mic á, nó sẽ chỉ, khi mình bấm vô nó sẽ chỉ cho mình cái cách, nó sẽ nói cho mình á. Nhưng mà Nguyên Trang lâu xài không xài á, nên Nguyên Trang cũng không có nhớ nữa. Dạ con xin xuống mic nha, mời nếu mà sư Chánh Hạnh có trước máy thì kính mời sư lên chỉ cho đạo tràng nè.
Mô Phật, chờ tâm tới đại tràng, đạo tràng. Đạo tràng có nghe rõ không ạ? Alo, alo. Dạ. Ở cái phần gần, cái phần tin nhắn nó có nhiều cái biểu tượng nhỏ đó. Thì trong đó có cái biểu tượng là giống như quả táo, cái micro với là cái camera, và là cái phần chia sẻ với là trái tim, nó nằm ở phía ngoài cùng, ở phía hông đấy. Thì mình chọn vào cái mic rồi mình rê chuột nó lên, cái phần xài laptop rồi mình rê chuột nó lên, mình giữ, mình rê chuột lên thì nó mình sẽ nói được, mọi người sẽ nghe được ạ. Mô Phật, chào cô Nhật Huỳnh ạ. Dạ, quý vị nghe rõ không ạ? À? Cái phần tin nhắn ở phía bên phía tay tay phải đó, nó có nhiều cái biểu tượng, trong đó cái có biểu tượng micro, thì mình nhấn vào đó rồi mình rê cái chuột thì nó sẽ chấp nhận được ạ. À. Và khi đó mình sẽ bắt đầu nói rồi mọi người sẽ nghe được ạ. À. Dạ, quý vị hiểu chưa ạ? Dạ, chào cô Meta. Dạ, dạ, như vậy thôi ạ. À. Dạ, xin chào quý vị, sư xin xuống mất ạ. À. Dạ, sa thú, con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ, mà con nghe sư nói con cũng không hiểu luôn. Lý do là tại vì con xài cái cũ, nên cái ban thoát cũ nên con không hiểu. Ở trong này có xích trần đạo, cũng dùng cái mới. Mà bây giờ trần đạo chỉ cầm mít được thôi, mà trần đạo có thể. Bây giờ trần đạo mà dùng cái mới nè, nhưng mà có thể thì sao lên chỉ lại cho Kim Nhung nha. Tại vì bây giờ đã lố giờ quá rồi, Nhật Quỳnh sẽ bị Ngài Trí Đức cho ăn cháo lương, nên kính mong đạo tràng hoan hỷ. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh xin nói vắn tắt về cái câu mà Quỳnh Kinh hỏi. Dạ, là Nhật Quỳnh tập thiền, Nhật Quỳnh chỉ nghe đây là giáo pháp của Đức Thế Tôn thì Nhật Quỳnh tập và nghe trên băng, trên chỗ này chỗ nọ để tập thôi, chứ không có được đi, có đi đến những nơi mà có những vị thiền sư dạy, nhưng mà tập dần. Dạ, 10 phút, 15 phút, 20 phút dần dần lên, thì khi mà mình tập như vậy thì mình thấy mấy đầu thân mình nó đau, rồi tâm mình nó chạy xôn xao, nhưng mà từ từ thì mình cảm thấy cái tâm mình nó yên lại, hơi thở mình nó nhẹ từ từ. Những cái lúc mình ngồi như vậy thì mình thấy rất là an lạc, có nghĩa là mình không có phải lo lắng cái điều gì, có những gì nó đến thì mình bỏ nó qua, mình lại chú vào hơi thở thì tự nhiên thấy tâm mình rất là an lạc, nên thích tập thiền. Dạ, đơn giản vậy thôi. Thì bây giờ Nhật Quỳnh kính mời Vinh Kinh để kết thúc buổi học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính mời Vinh ạ, trễ giờ lắm rồi. Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, rất là hoan hỷ khi được nghe tất cả quý vị trình bày về cái quan điểm của mình về cái cách tu tập thiền. Thì đa số tất cả ở đây chúng ta đều có một cái là gì, mục đích, một cái chủ kiến là đúng, chủ kiến tốt, là luôn đưa đến cái sự mà an tịnh cho tâm, một cái sự mà thấy rõ được cái pháp trong mỗi một cái thân của mình. Ai cũng mong muốn được như vậy, có một cái sự hiểu biết và có một cái chánh kiến tốt đẹp. À, rất là xa hữu, chứ không phải như có một số vị mà tập thiền để được thấy này thấy kia, tập thiền để được có hào quang, có được sự sung sướng về thân. Ở đây là tập thiền để thấy được cái pháp một cách đúng đắn. À, rất xa hữu. À, như có cái có Aladdin vô phá nè, Aladdin này vô phá nè,
Rồi, xin nó vô nó phá hoài. Rồi ta xin chấp nhất, mời quý vị lên nha, mà về cung thỉnh ai đó sư là vị nào lên chúc phúc dùm cho room. Có thằng Aladdin gì đó vô nó phá. Rồi xin nhận quyết lại. Dạ sa thủ, sa thủ, kính cảm ơn huynh kinh, không sao đâu. Cho anh này ngồi ảnh ăn chè đi, rồi từ từ mình tính sao. Dạ không sao, ăn chè được rồi huynh kinh ơi. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ hôm nay đạo tràng chúng con có nhân duyên của sư Samma Charana và đạo tràng. Dạ nếu được xin sư, ồ nó gọi phone rồi cho luôn hả. Dạ thì nếu được thì con xin sư phúc chúc cho đạo tràng, và sau khi con sám hối, và nếu được thì sư cho con xin một tín hiệu. Ồ, quá tai luôn vậy đó hả? Quá ta, ở đây mình cho nó ăn chè, nó gọi điện cho huynh kinh hả? Quá, dữ dằn luôn ha. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi chính pháp á. Ồ, vậy đó hả Nguyên Trang? Ồ, Nhật Quỳnh đâu biết đâu. Dạ. Uất tam ăn ghê na văn đề hăng ba đà phạn sum và ruột tam ăn buột thể vô khá lý tổ đô sơ buột thô khả mà tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dĩ chân đức Phật là đấng chi tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng thẩm manh cha đu quỳ thăng và răng thẩm mê vô khá li tô đổ sâu thẩm mô khả mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên pháp bảo cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Uất tam ăn ghê na quạnh đê hăng sẵn cha đu quỳ thọ tam ăn sẵn khê vô khá lý tổ đô sâu sẵn khô khả mặt tu tăng mà măng còn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là thành tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Samma Chara chúc phúc cho đạo tràng chúng con được tròn đủ phước báo và Nam Mô Bích Thai. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Dạ nếu sư nghe được âm thanh con cũng thỉnh sư cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư chúc phúc cái đạo tràng à. Nam Mô Bích Thai. Dạ. Ồ, vậy là sư khỏi trước máy rồi. Dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ sa thú. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắm tâm thanh tịnh hồi hướng qua phước mà hôm nay chúng ta tạo được do học di diệu pháp. Dạ ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua ya ni vạn ta lịch khệ ta tha ca tăng đê và ma nô sư bồ kỳ tăng buốt thăng nam ma xã na sư quát thì hộ tư gia ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua ya ni vạn ta lịch khệ ta tha ca tăng đê và ma nô sư bồ kỳ tăng tham mang nam ma xã na sư quát thì hộ tư gia ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua ya ni vạn ta lịch khệ ta tha ca tăng đê và ma nô sư bồ kỳ tăng sanh khang nam ma xã na sư quát thì hộ tu
Hạng Phu Tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng Phu Tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ, đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng Phu Tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng Phu Tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà định hồi hộp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã coi giống mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng Phu Tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng Phu Tá nào là chư ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đa có giống nhau thường hai cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi. Chữ thiên ngự trên hư không, địa cầu thường ngự rõ khắp mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ ước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lắm nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đào màu, tu hành tinh tấn. Ngọ hầu năm mô bích tha giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đồ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại chiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa, chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chư thiên chung quanh nhà huynh kinh và nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hộ độ chư tôn đức pháp thể khinh an, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này đã duyên